ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video về làm bánh để chơi zombie nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thứ nhất. Đầu tiên thì mình cần đào một cái hố to nha mọi người. Ok, thì mình đã làm xong được một cái hố rồi. Mới lại đào cái hố như thế này nha. Và công việc tiếp theo thì mình sẽ đặt một cái xong dính lên. Chúng ta sẽ đặt. Thì mình cũng đã đặt xong cái tâm dính luôn. Mấy bạn đặt như trong hình. Và cuối cùng thì mình sẽ đặt bộ đặt cần hết tâm nha. Chúng ta sẽ đặt như thế này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nối đường dây vào cần gạt nha mọi người. Quả cho mình đào được những cái hai này nha. Và cuối cùng thì nó tắt tỏ lại, nó sẽ dừng ngay đó. Và sẽ nối là con gà. Mọi người hãy nối cái dây cần gạt bên này như cái ở bên kia nha mọi người. Cuối cùng thì chúng ta được hai trụ như dây nha, hai trụ để cần gạt nha mọi người. Và bây giờ đã xong, giờ thì chúng ta chỉ có việc lắp tất cả thôi nha mọi người. Chúng ta sẽ lắp tất cả. Sau khi lắp đặt xong thì nó sẽ như thế này. Và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ đổ cái nhà này vào. Và đây chính là hồ dùng nhà của chúng ta nhỉ. Mọi người thấy không? Rất là rộng luôn. Và sau đây mình sẽ đỡ chơi zombie. Trước tiên mình sẽ chỉnh lại cho trời tối cả. Ok. Và mình sẽ gạt con gạt nhỉ. Nó sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ thả zombie vô nha. Thả một zombie vô. Chào chết mẹ. Thả mọi người xem đây. Thế thì đoán thả lại mình. Bây giờ mình sẽ thả. Thả nó thế. Dạ hai cây. Chết rồi chưa nè. Con nhà mày sống nhanh lắm. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy thì nhớ like và subscribe cho kênh mình nha. Bye bye.